Ôi kết quả lương hôm nay các bạn ơi. Đấy. Đấy, hai con một lần luôn các bạn nhá. Hôm nay không có. Hôm nay nhiều hơn này. Úi giời ơi, 4 năm con luôn này các bạn này. Thế được nuôi cháo rồi. Nuôi cháo thôi. Một có. Giờ ngày đầu trả được nước mà mình chưa ăn được mà chưa có mà có. Bé con này là to hơn tí. Ui cá. Đây là mấy con đấy bạn. Lươn hơi nhỏ nhưng mà cũng ngon đấy các bạn. Đẹp đấy đó. Ngon đấy. Quay thật chặt đây tí. Đấy. Hôm nay là kết quả của hôm nay của mình đấy các bạn nhá. Thả 8 bóng được từng này thôi. Đấy. Đấy. Đấy các bạn. Đấy. Sau khi các bạn thả xong các bạn nhớ về rửa cho sạch nhá, để cho cái mùi thối này nó ra này. Đấy, đây là kết quả của mình hôm nay. Xin chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn tối nay mình sẽ thả ruộng. Rồi, chào các bạn.